con mới này là nó 550 nha. Máy này còn cũng ok, cũng còn liền. Áo sống là liền nhưng mà con cái nó màu nó hơi cũ thôi nha. Ủi đầu luôn anh em. Ủi đầu mà miếng dán nha chứ không phải được cái khung sắt nha. Bánh thì 13 36 nha anh em. Con này nó ngay cũng còn liền. Anh em về xài lại cũng được nha. Con này nó có khung ủi đầu. Đầu này thì người ta không bán nha, ta lấy lại nha. Nhạc bánh lòng anh em, bánh lòng mà chắc mét 35 quá, thấy nó bự quá anh em ơi. Bánh lòng nó còn đẹp nha. Mét 35 nha. Này chắc 3 mét á chứ đâu, nó đâu có nhỏ đâu. Đó thì con chủ đây nè, giá cả nó hỏi phải giá lắm. Này nó sẽ nước mà tài xế làm miếng gáp đó để này đủ mẹ xế mấy chặt phải lắm bóng giận đó đúng rồi xế nước cấp gà hơi nó nhận lúc hết mày không có không có một vài lúc mình mày mày chặt phải lắm giờ rồi đủ mẹ nó chạy đến cuối cuối mới mua còn hai chiếc 450 chiếc 450 chiếc 540 640 bên này nè dạ mà ông dọn ông sơn lại mấy động có bán không thôi khi nào tao bán rồi anh kêu lấy số tôi đi rồi nào tao bán anh kêu không có ông qua bển ông coi ông hỏi là nó bán à chờ ông đang chờ ông ấy dọn dàn áo của anh nó mới của ai máy nó của ai của ông Thanh đó ông Thanh bảo tôi mua ông chiếc rồi còn hai chiếc đó hai chiếc ông đâu có bán đâu chiếc đó ông mới mua về mà ông mới mua về chiếc mà ông coi chưa tới giá gì đó ông không bán còn kia nó kia dàn cài này cũng chưa bán luôn anh em ơi cài là 2 4 6 8 chảo nè 8 chảo thì anh em nào cần liên hệ chủ kêu 7 triệu nha mua dàn cài này có lúa luôn nha anh em ta cho thao lúa luôn nha rồi về này thì có làm lại anh em ơi về có làm lại nha. Anh này cũng khá giàu anh em ơi. Quá trời dàn sới rồi, dàn đồ quá trời luôn rồi. Này cũng đại gia dùng này á. Rồi mình mua con này luôn nha anh em. Đây còn mấy con nữa nè.
ghế tốt nè anh em, ghế tốt nè gì đổ nha anh em, ghế tốt này trúng sàm nè chứ không phải trúng mùa nha, ghế tốt trúng sàm nha, này nam bình lắm nha. Kêu anh em xuống miền Tây đi, tôi dẫn anh em đi học đặc sản anh em. Anh em đừng để cho nó dặn nha, dặn là nó không bắt máy nha anh em. Rồi lên được. Quay lúc nào mình cũng quay hành trình đi lấy vậy, quay cái mặt tài xế vậy nè, đó là anh em tao biết. Là thằng này có lừa đảo rồi không, rồi tao biết, còn tao lấy tao nắm ngay cái xe này nè đó. Trời ơi. Không? Có khi nào ông lừa đảo quá, ông lừa đảo dính luôn không? Có chứ. Hai vậy có lúc mày cũng phải dính thôi. Ôi ghê chưa? Anh em nhớ tài xế này nha. Chú chú tài xế là chú gì? Cái nick em là gì? Chú tài xế. Chú tài xế. Rồi anh em nhớ mặt chú tài xế nha. Có gì cần chở gì từ Bắc ra Nam này vô Nam đó thì anh em liên hệ với tài xế nha. Không, còn lính của ông Thích Trân Quang này là pháp danh là thích chân không nha anh em. Thích chân không dễ quá. Quá kìa. Không đỡ rồi mà chạy không đỡ. Thằng này cũng có một cái cải nữa hay gì đâu. Đang lội bên kia qua anh em ơi. Đang lội qua nha. Chờ máy lội qua rồi là mình lên xe về luôn anh em ơi. Bắt cầu luôn đi cho. Bắt cầu cho chạy luôn. Ăn ổ không cho anh? Anh em nào cần chở máy thì liên hệ với chú tài xế này nha. Anh tài xế hay chú tài xế? Bao luôn dép mắt sàn anh em. Anh tài xế nha. Biệt danh anh là John Long Xuyên anh em. Anh chở cũng đàng hoàng lắm, nhiệt tình lắm nhưng mà giá hơi mắc nha. Hả? Cái này cây rừng á anh em ơi. Như cây rừng cái gì vậy? Bông gà nhóc à. Bỏ ra xuống lăng bánh lòng tiếp rồi anh tài xế. Đâu, để cho chạy xe
đăng bánh lòng lên mới chạy xe được. Anh làm biến quá. Lăn qua chân đó để đỡ đi thôi, làm sao? Lên. Lên sao vậy? Đừng ăn vừa không cho anh. Ổi cái ổi người ta, cái ổi người ta. Hai mét không vừa đó ba ơi, hai mét là không vừa đó, tháo không thoát bớt đi, tháo thoát này nè, cái nóc dễ tháo mà, ông kia nói ông cầu em vừa cái 60 ông mua lại, tính ông lại 2 triệu đó chứ, thì tôi tính vô 2 triệu rồi, tính ông lại 2 triệu đó chứ đâu mắc đâu. Thấy không, thì mua chú 2 triệu bán lại 2 triệu, còn gai rồi thành ra ổng mua lại ngại hơn. Thấy nó còn đẹp nè, ổng đi Vĩnh Thận rồi. Ừ, mới còn mới điện ổng nó đi Vĩnh Thận rồi. Cái gì? Ở đâu? Dạ. Ai nói? Xe này hả? Xe... nhỏ luôn. Nhỏ đậu đầu quá. Nó để Nguyễn Văn Linh. Đó, bà hổm hả? Bà mày nói hổm hả? Để lời trái hả? Bà mày đậu, mày đậu đâu mà nói lại giờ mày chụp hình đó hả? Ừ, kỳ đó. Rồi dặn đi cho mau đi, rồi vụ xe sao đi. Nó dặn nó ăn rồi hả? Cho qua đi. Rồi lên. Hết không cho anh? Hết không? Xe mềm không chứ? Bánh xe mềm vậy?
Đâu tiền đi. Cái lẻ bên đây là đó, hai mới coi luôn chứ không? À đó hai luôn. 9. Bữa nay đi Chinh Long về bữa nào? Rồi, yeah. Rồi mình xong anh em. Kiểm tra cuối lại ngay nha. Rồi ok anh em ơi, lên đường về. Yeah. Thanh niên trai tráng mà đi mua con chai mà không có để cái đá cho bá lửa. Cảm nghĩ sao thấy lên máy này đậu nó gì thấy sao? Quá nhiều. Quá nhiều. Nhiều là nhiều hả? Tại xe mình nhỏ mình ráng chịu chứ nhiều gì. Trời ơi trời, xe nhỏ. Rồi lên đường. Chắc bằng ngang 4 thước rồi. Được. Xe mình 251 của xe mình chạy hết đường. Nó được 4 thước. Biết luôn. Đó, chơi dở cái con hoài trời. Chạy ngay nhìn sơ cái chiếc xe đâu biết nó xài đồ gì đâu vậy. Nó mà xài máy Kia số móc sơ mà chạy nữa là nó sẽ đóng đeo đó. Đây đó bốn luôn. Rồi xe đó là 12 triệu. Giờ mấy cái tiếng giờ chán. Rồi găng viên ra bên đây. Rồi tái rồi mà không có găng viên rồi. Đó không? Nóng. Rồi. Còn cơm thêm thì kêu nghe chứ để người ta lu bu không có làm nghe. Thôi. Vậy? Mày kêu luôn. Ăn tự kêu luôn.
tới bến anh em ơi, nắng quá rồi.